Ôi trời ơi. Quá này, quá. Quá. Quá gì vậy? Quá gì vậy? Chí ngon, chí ngon, chí ngon. Trời ơi, suýt được mừng lắm. Bữa nay cha con chơi lớn luôn á mọi cô chú. Là bao nguyên cái sân banh cho con chơi luôn. Con suýt nha. Rồi, suýt đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ở sau hè nhà Tâm Tâm có một cái sân banh rất là lớn nha bà cô chú. Sân banh này mới hoàn thành cách đây một tuần. Sao con? Đá banh với con à? Ờ, con đá với cha đây, mẹ không biết đá. Bà cô chú ơi, con đá banh nè. Ờ, bữa nay Tâm Tâm được ở sân banh nè bà cô chú. Bà cô chú anh chị nào có ở gần đây thì lại sân banh này chơi với Tâm nghe. Bữa nay ra đây đi tung tăng luôn. Con gì lâu con xin chào bà cô chú. Biết đá banh không mà ra đây gì con? Dạ biết mà, con biết mà không có đá. Chạy hồi là mệt đúng không? Sút 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 sút. Em đang xem biết là ở nè, mệt rồi nè. Mệt chưa? Có ai mà đi đá banh mặc đầm không? Mệt quá ông bà cô chú ơi. Mệt quá ông bà cô chú ơi. Luôn luôn chạy lần mệt quá. Trai quá. Trai quá. Gì Tâm nó lớn lên anh Tâm. Trai đẹp trai quá. Trời ơi. Nổi da gà. Ừ, nhà ngoại về là không chưa kịp tắm nữa, chạy ra đây giọt xíu đổ mồ hôi rồi vô tắm. À, kêu em banh lại, em banh lại nghỉ mệt đi. Đi đá xuống chết hả? Đá không? Đá. Đá. Đúng mèo. Đá, đá, đá. Rồi bây giờ nè, bây giờ hai đứa Tâm em chút trước rồi cho cha chụp nha, rồi tới Tâm chị nha. Rồi tới chân chị rồi thôi tới con. Ừ, rồi đem ra đây nè, để cho banh xuống suốt nè. Suốt. Chơi gì, chơi banh chân mình, không cho ai chơi. Chơi đá bóng, chơi tóc lạng. Đang chơi cá bóng. Mẹ ơi, con rất nước. Ôi ông này dính ra. Rồi lấy chai nước rồi. Rồi lấy chai nước cho em với con. Con chai nước, con mèo. Vui không Tâm? Dạ vui. Quá đã. Quá đã. Vận động chút mất nước nhiều quá. Phải tiếp nước vô thôi. Hết một chai nước luôn. Quá đã. Quá đã. Lâu lâu cho vận động bữa mệt quá. Mệt chưa? Chưa. Chưa nữa. Chưa sao nghe thở quá trời vậy nè. Mệt mệt mình đi vô nghe. Không, chưa chịu vô nữa. Rồi Tâm chị dành cái banh đi đâu mất tiêu rồi. Anh mà vui chưa, con chứa cho anh hai chụp nè. Con đứng xa ra, đi chồng dễ á. Nhìn nè. Nhìn nha. Nó gần một xíu. Trời ơi, chơi chọi đâu, chơi chọi đâu. Chơi cầm tay là tắm thua rồi. Anh hai con suốt rồi con cha con chụp. Bắt đầu chưa? Rồi, ok. Ok. Rồi, đá nha, Tâm đi ra, Tâm đi ra. Ok. Rồi, lên lại, lên lại. Quá. Dễ quá hả? Dễ quá hả? Dễ quá hả? Con chụp không được đâu. Rồi. Hello. Đi ra con cha.
đưa cho con. Ừ. Con làm trọng tài nha. Dạ. Chạy mở con luôn đấy. Trọng tài này thấy trọng tài mệt quá. Tâm chỉ rồi. Tâm chỉ. Dạ. Chút mạnh lên. Rồi vào rồi. Hay quá vào. Con đi cho được không? Quá hay, tâm chị hay quá. Đây kìa, chống tay bây giờ vô làm đúng không luôn hả? Chị con đứng dậy cho cha chụp anh hai đá mà, cho cha chụp nha. Hai đá mạnh lắm á nghe. Có chuyện hụt nha con. Có dạ. Nhìn kỹ chứ anh nha, có chuyện hụt nha. Nè đi ra Tâm. Hai đá mạnh nè, hai đá mạnh lắm nè. Tâm chị đi ra luôn. Quá, wow, gây cắn quá. Bữa nay cha con chơi lớn luôn á mọi cô chú. Là bao nguyên cái sân banh như con chơi luôn. Hỏi không à. Đá vô, cha đang lơ là kìa, suốt vô. Hai tông đó kìa. Không sao, không sao. Suốt, suốt. Bé nhẹo. Tâm ơi. Quá. Trời ơi, đi nhiều chuyện nữa. Người ta nhiều chuyện với bạn. Tại mà kỳ vậy. Lại. Cho con đá. À, cho em đá một cái đi con. Cho em đá được. Ở đây tao đá không được đâu nha. Rồi lại xuống. Rồi đá. Không nha, sút nha, sút đó. Tâm thì lại đây. Rồi, bóng đã đi xa. Rồi Tâm để đây mà Tâm sút đi nè. Sút cho cha chụp nha. Đây nè, để đây nè. Rồi để nó đi, con để nó đi. Rồi sút, sút cho cha chụp. Mạnh lên. Vào ơi. Rồi đây nè. Đi con. Đi con. Tâm ơi sao gọi đó? Con sút nha. Rồi sút đi. 1 2 3. Mẹ đi ra cho con sút. Dạ dạ. Mới vô được chứ tâm đá gì không vô đâu. Hả? Xíu nữa là ta vô tại hai không hỗ trợ tâm nha. Vô. Đá hai sẽ hỗ trợ nha, cho vô nha. Đá đi. Cái chữ hay vô đâu? Anh em hợp tác quá. Đá cho con đi cha. Đi, ở đây hai sẽ hỗ trợ. Sút. Cha thua rồi, cha trả tiền giờ đi, con đi vô. Dạ con khóc nước. Mệt gì lắm rồi sao? Dạ. À, mệt quá. Mệt là vô nghỉ nha. Dạ. Rồi trả sân, mình đi vô nghỉ thôi. Ừ, mệt không Tâm chị? Mệt không? Chơi tiếp. Chơi tiếp, mệt rồi nhưng vẫn chơi tiếp. Mệt chưa? Nghỉ lâu lâu, mệt rồi. Lâu lâu ra đây không chịu nghỉ luôn mà cô chú. Rồi Tâm em chạy kìa. Lần đầu Tâm biết sân banh là cái gì, ra đây vận động chạy nhảy thoải mái luôn. Sút không ai chịu bên chân rồi sút cho vô luôn. Sút. Sút. Vô, vô, vô. Vô rồi. Quá hay, quá giỏi. Ôi trời ơi. Quá giỏi. À, chín lên, chín lên, chín lên. Trời ơi, sút được mừng lắm. Anh chị ơi. Anh chị. Anh chị đây nè. Đó.
Sút. Lên đi chơi vòng vòng ngoài không à? Anh chị mê hướng kia. Sút. Wow. Thôi mệt rồi cháu ơi, nghỉ chơi. Cháu cũng mệt rồi đó. Đổ một hố đi vô. Thôi giờ đi dụ ba đứa đi vô nè. Cái gì chứ lâu lâu chạy lần mệt chứ lắm luôn đó ông bà cô chú. Mà Tâm thì không chịu vô, Long cũng vậy luôn nữa. Mai mốt cho đi ra đây thường xuyên dẫn. Đây là sân banh ở sau hè nhà của Tâm Tâm luôn bà cô chú. Hồi trước đây gia đình Tâm Tâm cũng có đi ra đây quay, mà lúc trước thì ở đây là cái giường không bà cô chú. Bây giờ là một cái sân banh rất là rộng lớn luôn bà cô chú ơi. Quá quá chưa tới nè. Rồi con đứng ở đây con sút được rồi đó, xa quá à. Sút lại gần gần chút đi con. Ý là người ta lại đây cho người ta để trái bóng ở đây mới đúng nè. Người ta không muốn để gần nó thấy chưa, phải để vô cái lỗ này mới được á, gì mới đúng lực á, đúng không? Dạ. Ô vào luôn. Dứa ơi, dứa ơi, giỏi quá. Phải chí, phải chí. Đi kiếm Tâm chị nè, Tâm em ôm cho anh đi kiếm Tâm chị nè. Dạ. Đi. Ôm anh đi. Anh có tài không? Đi. Quá giỏi con trời đất anh. Con quá giỏi luôn. Giờ đi kiếm Tâm chị chơi. Con mệt nhưng mà con chơi vui. Con mệt nhưng mà con chơi vui hả? Dạ. Mai ra nữa nha. Dạ thôi. Chơi vậy? Mai mẹ cho ra chơi nữa. Không. Thấy chưa, nó buồn một đất này mình. Mà tắm chơi cái đánh đi nè. Gì vậy con, lăn lết vậy? Quá mệt ông bà cô chú ơi. Lăn lết trên sân luôn. Mệt tới cỡ đó ra con. Mệt giờ là mệt là lăn cái nằm à. Đâu có mệt, đâu nằm nghỉ chứ. Con nằm nghỉ chứ con đâu có mệt hả? Chưa chưa. Đó là cho chụp nè. Thì hướng dàn chưa? Để nha. Rồi. Dính rồi, dính rồi. Từ con chè. Sút nhẹ nhẹ nha, sút mạnh quá là đau nha. Dạ. Con đi xa không? Ngày mai được nghỉ rồi, cho nên tối nay là ngủ ngon, là ngủ tới sáng, là ngủ trưa luôn nè. Nên là đuối lắm luôn á. Cẩn thận chưa? Nói xa. Hồi đá với Tinh chị kìa. Thôi nghỉ mệt đi, nghỉ mệt đi. Như là chơi đây thì thoải mái hơn là chơi ở khu vui chơi đó cha. Đúng rồi. Vui hơn nữa. Đúng không? Để vui. Vui dữ luôn á. Khu vui chơi chơi chứ có nhiều cái nguy hiểm hơn là ở đây. Đây chị thoải mái luôn. Hai đứa chơi nhau đi, hai đứa xuất qua xuất lại chơi đi. Chú kìa, chú cầm của tụi em á. Chú trả cho mẹ. Không có dành của bạn. Thôi cho bạn vô cái đó con chơi với Thanh chị đi con. Nhưng chưa con khát nước. Nước gì mình vô nhà uống nước nè. Trễ rồi, gia đình mình đi vô thôi. Ở đây giờ này ta đâu có bán gì đâu. Thôi nghỉ mệt quá trời ướt nhẹp hết trơn luôn rồi nè. Nhưng mà ông khát nước. Bây giờ ông sắp đóng cửa rồi. Bây giờ mình không về là ông đóng cửa nhốt mình trong sân luôn. Nghỉ nha. Bây giờ cả nhà mình đi vô thôi nha. Dạ. Rồi. Thấy không bà cô chú ơi, con đi vô nghỉ đây. Con mới mang bà cô chú đi. Đi vô nghỉ đây, với ba bà cô chú cho ra vô nè. Mệt rồi. Thôi gia đình Tâm Tâm chào tạm biệt ông bà cô chú. Chào tạm biệt ông bà cô chú.